Đoạn clip mới nhất dì ghẻ Quỳnh Trang trong phòng tiêm chuẩn bị nhận xác. Trong đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị cấp phúc thẩm xử lý bị cáo về tội giết người. Lý do được đưa ra là Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cháu nhưng đã tàn ác đang tâm cùng bị cáo Trang hành hạ cháu suốt một thời gian dài. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì chắc chắn Trang không có cơ hội. Do đó hình phạt đối với bị cáo Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Trang. Về trình tự và thời hạn tiếp nhận và xử lý đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật hình sự. Với đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại điều 338 của Bộ luật hình sự. Với đơn kháng cáo không hợp lệ nhưng nội dung chưa rõ, tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ. Còn với đơn kháng cáo đúng quy định nhưng quá thời hạn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo, trong 3 ngày kể từ ngày nhận đơn, tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn. Viện kiểm sát cung cấp, trong đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi nhận đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án thụ lý vụ án và tiến hành xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Tòa án đã thông báo thụ lý vụ án và tiến hành các bước chuẩn bị xét xử và xét xử theo quy định. Về thời hạn giải quyết phúc thẩm, điều 242 Bộ luật hình sự nêu rõ, tòa án nhân dân cấp tỉnh phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Chậm nhất 15 ngày trước ngày mở phiên tòa, tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản cho viện kiểm sát cung cấp những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm vụ án. Ngày nhận hồ sơ vụ án là ngày tòa án cấp sơ thẩm chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên để xem xét, luật sư Hồng Vân nhận định.